Xin chào tất cả mọi người đã quay lại với Ngọc Hảo Audio Sài Gòn. Những bạn những anh đang xem kênh của Ngọc Hảo nhưng mà mọi người chưa nhấn vào nút đăng ký thì mọi người nhớ nhấn vào nút đăng ký và nhấn vào cái chuông ở cạnh bên để liên tục cập nhật tình hình ở bên Ngọc Hảo. Và hôm nay Hảo sẽ gửi đến cho tất cả mọi người một siêu phẩm đến từ Anh Quốc. Thì khi mà nhắc đến những cái dòng loa được săn đỏ hàng đầu ở trên thế giới thì chúng ta không thể nào mà không nhắc đến thương hiệu loa Tannoy. Thì Tannoy đã cho ra những cái dòng loa đồng trục huyền thoại khiến bất kỳ cái đôi tai khó tính nào cũng phải thán phục trước cái khả năng trình diễn của nó. Và một trong những cái model được yêu thích nhất của thương hiệu Tannoy đó là Tannoy ạt đen, thuộc dòng Legacy của thương hiệu Tannoy. Nó được yêu thích đến mức mà sản phẩm này được sản xuất liên tục từ năm 1970 cho đến bây giờ vẫn đang còn sản xuất. Model ngày hôm nay Ngọc Hảo gửi tặng cho tất cả mọi người đó là Tannoy Arden Bra 2, hay các bác các anh cũng thường hay có cái tên khác đó là Tannoy Arden Kiền Vuông. Thì cái phiên bản Kiền Vuông sẽ được nâng cấp từ cái phiên bản Tannoy Arden Kiền Tròn, nên nó sẽ có những cái thay đổi về cái ngoại hình. Cái ngoại hình Kiền Vuông thì nó sẽ, mọi người thấy nó sẽ khủng hơn, nó bự hơn và nó sẽ sang trọng hơn. Và đặc biệt thì sau khi mà cải tiến thì cái chất âm nó sẽ hay hơn so với cái phiên bản Kiền Tròn, nên được rất là nhiều bác và anh yêu thích và sở hữu săn đỏ cái model này. Thì model này á, cái giá chắc chắn nó cũng sẽ nhích hơn so với cái dòng Kiền Tròn. Thì ngày hôm nay về trong cái tình trạng cái ngoại hình của nó đẹp xuất sắc, đẹp không có một cái tì vết nào luôn. Khi mà ví dụ như những cái model khác về nó có vết trầy vết xước gì thì mọi người thấy là Hảo sẽ quay rõ ràng cho các bác các anh xem, nhưng mà ngày hôm nay về thật sự mọi người nó đẹp xuất sắc, đẹp không có một cái tì vết nào để quay luôn. Có nó đẹp cái thùng, mọi người thấy là sở hữu cái thùng cổ làm tuyệt đẹp, cái màu vàng óng ánh nó rất là sang và riêng, nguyên bản 100%. Chút xíu nữa Hảo sẽ quay rõ ràng từng cái ngóc ngách của cái đuôi loa này để cho mọi người chiêm ngưỡng về cái vẻ đẹp tuyệt hảo của nó. Thì Hảo thấy là ví dụ như bác và anh nào mà đam mê âm thanh á, thì trong đời chúng ta không sớm thì muộn cũng nên sở hữu một cái đuôi loa Tannoy đồng trục huyền thoại để chúng ta trải nghiệm, chúng ta cảm nhận về cái chất âm của nó như thế nào, mà tại sao lại nó lại nổi nhanh, nó lại nổi tiếng được săn đón ở trên thế giới như vậy ha. Thì trước khi mà quay chút xíu nữa sẽ quay rõ ràng chi tiết để cho mọi người xem. Thì trước khi mà quay rõ ràng chi tiết cái model này thì Hảo cũng có một cái tâm sự gửi tới cho tất cả mọi người. Thì mọi người biết là Hảo là phụ nữ, làm con gái, làm trong lĩnh vực âm thanh. Thì trong khi mà Hảo làm thì có một cái người đàn ông lớn tuổi hơn Ngọc Hảo. Thì ví dụ như khi mà Hảo đăng một cái sản phẩm nào đó lên trên kênh của Ngọc Hảo thì ngay lập tức cái người đàn ông này người ta sẽ lấy cái video cũ, cái clip cũ và người ta sẽ đăng ngay lập tức, ngay sau đó sẽ đăng lên trên kênh của họ và đưa ra một cái mức giá phá giá rất là thấp, mặc dù không có hàng để bán. Nhưng mà đưa lên phá cái mức giá thấp, chắc người ta đưa lên người ta phá cái mức giá, người ta nghĩ rằng là phá như vậy để cho Ngọc Hảo không bán được hàng. Thì mọi người thấy đàn một người đàn ông mà đi cạnh tranh với một cái người phụ nữ mà có thể nghĩ ra những cái chiêu hèn, những cái kế bẩn như vậy thì Hảo thấy là thật sự là không thể tưởng tượng nổi luôn. Trên đời này chắc chắn trong lĩnh vực này cũng không có ai, chỗ chắc cũng có duy nhất một cái người đó mới làm như vậy, không có cái người thứ hai ở trên đời. Trong kinh doanh thì bạn lĩnh vực nào cũng vậy thôi, cái nào cũng sẽ có sự cạnh tranh. Có cạnh tranh thì chúng ta mới càng ngày càng phát triển, cạnh tranh thì chúng ta càng ngày càng tiến bộ hơn. Nhưng mà cạnh tranh như thế nào để cho nó công bằng, cho nó văn minh? Mọi người thấy một người đàn ông với một người đàn ông mà làm như vậy chúng ta coi cũng không được rồi, nhưng mà đằng này một người đàn ông mà đi dùng những cái chiêu hèn, những cái kế bẩn như vậy để làm với một người phụ nữ thì thật sự không xứng đáng một người đàn ông. Hảo cũng không tưởng tượng nổi, phải nói là không có đạo đức luôn. Thì một người mà không có đạo đức như vậy á, trong kinh doanh thì thật sự là khi mà quá trình bán hàng của họ thì họ cũng sẽ nghĩ ra những cái trò để mà lừa dối cái khách hàng của mình mà thôi. Bản thân Hảo là một người phụ nữ nhưng mà cực kỳ bản lĩnh,
không bao giờ Hảo nghĩ ra một cái trò hèn hay là một cái chơi bận gì đến bất cứ ai, thật sự không có bao giờ mà suy nghĩ cái điều đó ở trong đầu. Nhưng mà một người đàn ông mà làm như vậy với một người phụ nữ thì thật sự mọi người là Hảo cũng không thể nào mà tưởng tượng nổi luôn. Nói nên hôm nay của Hảo tâm sự với mọi người. Thôi bây giờ quay lại ha, quay lại thì Hảo sẽ quay rõ ràng chi tiết cái model này hôm nay và gửi tới cho tất cả mọi người về cái vẻ đẹp tuyệt vời của nó. Và mức giá hôm nay của Hảo gửi tới cho tất cả mọi người cũng rất là hợp lý. Cái model này hôm nay một cái model tam noi huyền thoại và kiềm vua rất là được ưa thích với cái mức giá chỉ có 52 triệu mà thôi. Và bác và anh nào mà đang sưu tập thì liên hệ cho Ngọc Hảo qua số điện thoại ở góc màn hình. Bây giờ Ngọc Hảo sẽ quay mọi ngóc ngách của cái siêu phẩm huyền thoại đến từ Tam Noi, một cái dòng loa đồng trục để cho mọi người chiêm ngưỡng nó. Vì trong cái ngoại hình rất là đẹp thì Hảo mới gắn cái lưới vào ở bên này để cho các bác các anh thấy được khi mình gắn lưới vào thì nó trông như thế nào. Thì cái phần lưới sẽ có 3 phần, còn bên này là không có lưới. Thì bây giờ thì Hảo sẽ lấy cái lưới ra để cho mọi người chiêm ngưỡng ha. Thì cái lưới của nó là cái màu này nè, cái màu nguyên bản của hàng. Và bên trên này nó sẽ có cái tem của cái thương hiệu Tam Noi. Thì cái tem này là cái tem này đó, có cái làm bằng đồng và của thương hiệu, có đính cái logo của thương hiệu lên. Thì cái tem nó hơi cũ chút xíu thì cũ vậy nha, chứ còn mà mới sáng bóng loáng là chắc đã bị làm lại rồi đó. Còn cái này thì nó hơi cũ chút xíu. Và cái màu của nó, cái lưới này nó không có bị lùng ở đâu hết đó. 3 phần thì nó đều không có bị lùng. Và cái lưới nguyên bản của hàng Tam Noi, của cái model Arden Kiền Vuông. Bây giờ thì Hảo tháo ra để cho mọi người thấy. Hảo tháo cái phần bên này. Cái lưới này Thảo nó cũng hơi cứng, nó hơi nặng chút xíu. Nó nặng lắm, đây Hảo cầm nó rất là nặng luôn đó. Mọi người thấy lưới nguyên bản nó rất là đẹp luôn, không có bị lùng một chút xíu nào. Thì khi mà tháo ra thì mọi người sẽ thấy ngay một cái bát cực kỳ khủng với đường kính là 40. Đó, cái bát đồng trục và cái chép ở bên trong này. Chúng ta thấy cái chép, thấy ngay cái chép đồng trục với cái đường kính là 3.3. Và cái âm cao nó có thể cho đến là 20 kHz. Đánh rất là tuyệt vời. Cái dòng loa đồng trục của thương hiệu Tam Noi thì quá là nổi tiếng rồi. Và cái màn này mọi người thấy về trong cái tình trạng cái màn rất là đẹp. Cái màn còn cái màu tím tím luôn. Đó, cái kiềng của nó là cái kiềng vuông. Và cái kiềng là cái màu vàng gold, cực kỳ đẹp luôn. Trước khi mà bác và anh nào lấy Hảo gửi đi thì Hảo sẽ vệ sinh những cái khe, những cái kẽ này này để cho nó sạch sẽ hết, rồi Hảo sẽ gửi đi cho các bác các anh. Đó, mọi người thấy rất là đẹp luôn phía trước này nè. Bây giờ Hảo tháo cái lưới phía dưới cho mọi người. Nó gồm có 3 phần như vậy đó. Đây đó, không có bị lùng hay gì cả. Đó, tiếp đến cái phần ở phía dưới. Cái này là nó được làm bằng gỗ nên các bác các anh không có giặt được đâu. Giặt là cái gỗ nó sẽ bị nở ra, nó bị hư. Hơi cứng chút xíu. Cái phần lưới phía dưới thì khi mà Hảo lấy phần lưới, hai phần lưới phía dưới thì chúng ta sẽ thấy là thấy đây cái thương hiệu Tam Noi này, và hạng người ta ghi ở trên này là cái công suất của nó là 85W, ở trở kháng là 8 ohm, và cái độ nhạy là 91 decibel. Với cái độ nhạy này thì các bác các anh rất là dễ phối ghép âm ly, không có lo lắng. Made in the United Kingdom là được làm tại Vương quốc Anh, hay viết tắt là UK, là Vương quốc Anh. Và lỗ thông hơi ở phía dưới, 3 cái lỗ thông hơi. Thường thường mọi người thấy những cái loa khác đó, nó làm một lỗ thông hơi là 2 lỗ thông hơi, nhưng mà cái này một cái bát, cái bát nó quá khủng, nó làm đến 3 cái lỗ thông hơi, và 3 cái lỗ thông hơi rất là to, có thêm 2 cái chép, 2 cái nấm điều chỉnh cái âm cao âm chép để chúng ta điều chỉnh trực tiếp ở trên này. Mọi người thấy là nó rất là đẹp. Khi mà Hảo gửi đi là Hảo vệ sinh những cái góc này nè, Hảo lau hết để cho nó sạch và gửi đi cho tất cả các bác các anh. Và bây giờ Hảo quay cái phần loa bên này cho mọi người xem. Đó, phần loa bên này này,
người ta thấy là nó rất là đẹp luôn. Hai bên hông cái phần trên được làm bằng thùng gỗ loàn, nó vàng làn, nó vàng óng, sáng bóng, nó rất là đẹp. Đây, cái màn loa bên này Hảo quay rõ cho mọi người thấy. Cái màn loa, đây cái màn loa rất là đẹp luôn. Cái kiềng gọi là kiềng vuông vàng gôn và cái loa chép đầm trục ở phía trong. Ở khi mà chúng ta nhìn qua cái mùi thì chúng ta mùi loa thì chúng ta sẽ thấy ngay cái chép đầm trục ở bên trong liền. Đó, rất là đẹp đúng không? Bát cực kỳ khủng, bát 40 đánh nó lực, uy lực, đánh rất là lực. Và cái lỗ thông hơi ở phía dưới này, đó, sản xuất tại Vương quốc Anh, rất là đẹp ha. Và cái lưới của cái loa bên này để họ lấy cho mọi người xem đây, đó, nó cũng có cái chữ Tannoy này, nó hơi cũ cũ, để quay gần gần cho mọi người thấy cái tem nó hơi bị cũ cũ, thì là cái tem zinc của nó luôn nha. Cho mọi người thấy mà vàng óng ánh sáng bóng vậy, mới tinh thì nó chắc không phải là tem nguyên bản đâu. Lưới rất là đẹp, hai cái lưới cái nào cũng đẹp hết á, không có bị lủng một chỗ nào luôn. Đó, mọi người thấy chưa, cái ngoại hình cực khủng luôn. Quay phía trên cho mọi người thấy nè, đó, sờ nó sáng bóng mà cái màu gỗ nó đẹp cực kỳ, nó đẹp mà không tì vết, và hai bên hông cũng vậy. Và hạ người ta sử dụng cái cụ đó là cụ 3828, một cái cụ huyền thoại cực kỳ nổi tiếng của thương hiệu Tannoy, nên cái chất âm cho ra rất là hay, rất là tuyệt vời. Và đây là một cái model mà cực kỳ khủng, cái ngoại hình của nó khủng. Cái ngoại hình chúng ta thấy cái chiều ngang lên đến là 66, cái chiều sâu 37 và cái chiều cao là 99. Thì với cái mức giá hồi nãy họ thông báo với mọi người đó, 52 triệu, đó là cái mức giá cực kỳ dễ chơi của cái dòng loa đầm trục huyền thoại và cái model kiềng vuông này, rất là được ưa thích của thương hiệu Tannoy. Rất là đẹp luôn ha. Đó, mọi người thấy chưa, cái màu gỗ này chúng ta trông trong những cái căn phòng nó rất là sang luôn, vừa nghe hay nhưng mà chúng ta trông nó sang trọng, có cái sự đẳng cấp. Để Hảo quay đằng sau để cho mọi người xem. Đây đằng sau, đó đằng sau cũng đẹp, cái mặt sau cũng không có cái tì vết gì luôn, rất là đẹp. Tannoy hai cái trạm gắn loa, thì trạm gắn loa sẽ có hỗ trợ đầu nối mỏ chim và bắp chuối, thì các bác các anh sử dụng bắp chuối cho nó tiện, mình cắm trực tiếp vào đây thì nó cũng chắc lắm. Made in the United Kingdom, được làm tại Vương quốc Anh. Đó, phần bên này, phần bên này quay cho mọi người xem, đó, rất là đẹp luôn, trạm gắn loa. Còn nguyên bản, rất là đẹp. Thật sự về một cái đôi loa mà quá là đẹp, Hảo rất là ưng ý. Cái này mà mọi người trưng trong nhà, cái màu gỗ này thì quá là sang luôn. Cái bát cực khủng. Thì bác và anh nào mà đang siêu tầm cái dòng loa Tannoy, đang muốn sở hữu một an để về nghe nhạc thưởng thức và vừa trưng bày đẹp nữa, thì mọi người liên hệ trực tiếp cho Ngọc Hảo qua số điện thoại ở góc màn hình. Giá thì hồi nãy Hảo công bố rồi, 52 triệu đồng cho cây vợ Tannoy ạc đen kiềng vuông này. Mời mọi người cùng thưởng thức một ca khúc. Và Ngọc Hảo xin chào, hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xa anh rồi.
tàn nhụy đã phai. Chiều hôm nay trời thanh vắng em đi về, về với chiều hôm nay trời thanh vắng.